Chào các bạn, mình là Sĩ Kẹo. Mình là một YouTuber về game Free Fire. Mình đã chuẩn bị cho trận chung kết là về cái kỹ năng chơi game mình luyện tập rất nhiều. Và ok, về phần sức khỏe thì chắc chắn rồi, luôn luôn đảm bảo sức khỏe để cho cái trận thi đấu được tốt nhất. Chắc chắn là mình luôn luôn tự tin rằng bản thân mình vô địch rồi. Mình là người luôn tin tưởng bản thân mình nhất. Kèo AWM giữa Thành Mốc và Trang Cân 5 thì theo quan điểm của mình thôi, mình nghĩ là mình có xem channel của hai bạn và thật sự là mình đánh giá một chút là hai bạn về cái kỹ năng thì như nhau, nhưng mà về sự tự tin thì mình cảm thấy là Trang Cân 5 có một cái gì đấy nó rất là tự tin và ok. Mình ủng hộ Trang Cân 5. Các bạn hãy nhớ đón xem Streamer Đại Chiến vòng 3 vào lúc 18 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2020. Đón xem chung kết đại chiến streamer vào lúc 18 giờ ngày 6 tháng 10 trực tiếp trên các kênh sóng của Ghana Free Fire.